trăm đấy. À. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, tôi toàn thể các bạn học sinh năm mới đang kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Em rất vinh dự được thay mặt các bạn học sinh rất đáng để phát biểu trong ngày hội trọng đại này. Trước tiên em xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, kính chúc các thầy cô giáo công tác tốt, có nhiều thành công trong sự nghiệp chồng người. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, uống nước nhớ mùa, ăn quả nhớ kỹ cầm tay, từ thở, từ đó mơ cách sách đến trường. Chúng em đã được thầy ưa dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên để giúp chúng em nên người. Mỗi bạn học sinh sẽ chọn cho mình một bài phát biểu hay trong ngày 20/11 để gửi đến quý thầy cô. Là người Việt Nam, chúng em không thể nào nên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đó mày làm nên, chính thầy tôi để chiếc cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng em vững bước vào đời và giúp chúng em thành công trong con đường học vấn. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, đồng thời cũng là ngày để chúng em bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến những người đã có công dạy dỗ chúng em trong những năm qua. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, chúng em được cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng lớn khôn và nên người, rồi đến tuổi đi học chúng em được đến trường, thầy cô giáo đã trở thành người cha người mẹ thứ hai của chúng em. Có một nghề được phong tán thầy tê, có một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý ấy là nghề nhà giáo. Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo, cô giáo là những người chèo đò thầm lặng mà sao các đẹp quá để cả một đời người lái đò với những chuyến đò sang sông cặp bến bờ chi thức. Bằng nhiệt huyết của một tấm lòng, lệnh xuôi lên tháng em trôi, cơn con đò kể chuyện một thời rất xưa, là người chèo chống đón đưa, mặc cho buồn phấn giữa chưa đưa nhiều. Thầy cô vẫn thế, ngày ngày đón đưa mình chuyến đò qua sông, không quản nắng mưa, sương gió, mà đâu hay thái đất đã ngã đầu cô ta về buồn phấn. Đâu hay tháng em đã hàng sau trên khuôn mặt khuê mắt thầy cô. Dòng đời vẫn cứ trôi, những chiếc đò hàng năm thầy cô vẫn cần mặn chở khách sang sông. Nhưng có lẽ chẳng mấy ai đã từng ngồi trên chiếc đò thầy cô trở lại không quay lại với hai chữ biết ơn. Biết ba lần việc phải khó khăn và muốn từ bỏ ước mơ thì những lời đó là bài hẹn thầy cô chia sẻ cho em làm động lực vật lên. Kết lớn dài và cho em nhìn tin bước tiếp. Thầy cô vừa là người bạn lớn tuổi, vừa là người cha, người mẹ luôn hướng về phía những đứa trò nhỏ và cái với cái nhìn ấm áp và chiều mến yêu thương. Thầy cô đã trang bị cho chúng em hành trang kiên cốt để tự tin bước vào đời. Anh xe đối đầu với những cơn sóng đó, chính thầy cô đã hướng cho chúng em về ngày mai lập nghiệp, bước từng bước vững chãi trên đường đời. Chúng em biết khóc, biết cười trước những anh đời, biết đứng lên cho mỗi lần vấp ngã, biết yêu gia đình và yêu quê hương. Thầy cô còn dạy chúng em biết quý trọng thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lời trong sạch để ngẩng cao đầu để làm gì. Chúng em biết giờ đây cuộc đời thầy cô để tiếp tục đưa bao người qua dòng sông phía bắc, rồi dần giao với tương lai em khám sẽ làm nhạt nhòa tất cả. Nhưng có điều chắc chắn là tất cả chúng em sẽ không bao giờ của em những ngày tháng được đạt ở mái trường này. Chúng em cũng không bao giờ của em không ơn của cha của các thầy giáo cô giáo. Nhà giáo dục nổi tiếng người sếp con Heske đã từng nói dưới ánh mặt trời không có ngày nào cao quý hơn ngày dạy học. Vâng, thầy cô mãi mãi là những con người cao quý được vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng em. Cuối cùng, nhân ngày nhà giáo 20/11, em xin thay mặt toàn thể các bạn học sinh trong toàn trường kính chúc thầy cô giáo, các cô chú cán bộ nhân viên nhà trường luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và vững tay chèo trên đường sông mênh mông của sự nghiệp chồng người đầy cao cả. Em xin thành cảm ơn.